Ơi, con đứng nó làm nè. À, anh tính cho em hỏi như vậy, con chọn mình là bây giờ nếu mình nuôi nó như vậy một ngày thì mình cho nó ăn những cái loại thức ăn gì và cho nó liều lượng nó bao nhiêu thì nó có phù hợp như cái lứa tuổi của nó. Như chỗ này là có những con là 3 tháng, có con thì 5 tháng rồi. Thì một ngày có thể là mình cho ăn 3 bữa cũng được, nếu như có thời gian ở nhà 3 hoặc 4 bữa cũng được. Thì buổi sáng thì trường hợp mà chưa chuẩn bị được cá thì cho ăn chuối, 2 trái hoặc 3 trái chuối. Thế còn buổi trưa ví dụ như là mình có thể là cho ăn thêm chuối. Đó. Rồi tối có thể là cho ăn cá. Nhưng mình ở dưới chỗ em thì cá nhiều, mình cho ăn buổi sáng cũng được. Nói chung là cho ăn cá bữa nào cũng được. Nếu như trường hợp mà có sẵn thì buổi sáng cho ăn cá cũng được. Đó, thì như một con tròn như này thì có thể là 2 hoặc 3 trái chuối một lần. Đấy, cá thì khoảng nếu cá bằng 4 ngón tay thì một con ăn hết một con cá như vậy đấy. Như con này là bao nhiêu tháng tuổi anh? Con này nó được gần 5 tháng này. Thì nếu mình thường 5 tháng ấy, nuôi chuẩn thì nó rơi vào tầm khoảng 1,8 kg, 2 kg hoặc 2,2 kg một con tầm đó. Nhưng mà cái trọng lượng thì nó không nói lên vấn đề, chủ yếu là ví dụ như là mình cho ăn, mình khống chế cái trọng lượng của nó đó. Chứ còn nếu mà trường hợp mà nuôi mập lên thì nó có thể là hơn cái số ký đó. Mà nuôi thể trạng nó vừa vừa thôi thì nó sẽ nhanh nhẹn hơn đó. Khi mà con tròn mà nó béo quá đó là mình giảm béo nó hơi hơi lâu, hơi khó, cho nên là nhìn thể trạng để mình cho ăn. Ví dụ con nào mà nó tròn rồi thì mình có thể cho ăn khẩu phần ăn ít thôi, còn con nào mà ốm gầy thì mình có thể là tăng lên. Nói chung là nuôi nó thì nhàn lắm, nếu như mà ở dưới nhà cá các thứ sẵn thì chi phí gần như là bằng không, bởi vì con này nó ăn tạp rắn mối nè, rồi ốc bươu vàng này, các loại cá cá sạch bằng 2 đầu ngón tay hoặc 3 đầu ngón tay đấy, thì những con nó ít ruột, mình có thể bắt lên xong rửa qua nước muối cho ăn cũng được, không sao, khỏi phải mổ, khỏi phải làm ruột đó. Như cái con tầm này là nó nhanh lớn, mình về mình chăm là nó lớn trông thấy luôn. Con này nó bự, 5 tháng con này nó bự, khỏe nữa. Con này thì cái đuôi nó ngày xưa là lúc nhỏ đó là bị con khác cắn cho nên cái đuôi nó cụt, chứ thường là đuôi nó dài lắm. Như con nhỏ như này đuôi dài nè. Đó, nó phải đuôi dài. Đuôi dài nhiều khi có con đuôi dài người hơn cái thân mình, nhìn nó đẹp. Con này đuôi dài hơn cái mình nè. Đây. Không mà không dữ Cái ha. nết của nó hấu ăn, những con này là nó ăn dứt khoát Mấy con heo ăn gì nữa mau. lắm. Đấy, con nào cũng dài đòn, mà tại vì nuôi là anh nhìn cái thể trạng ấy cho ăn, khống chế nó, Này có không không có để nó ú quá. cái đuôi dài, dài dữ thiệt. Dạ. Tầm này nuôi là nhanh lớn. Mà tròn ví dụ từ 4 tháng trở lên ấy, là về nuôi nó không, nó gần như là không có cái hao hụt. Chứ còn tròn nhỏ ví dụ 2 tháng nhiều khi đối với những người mới mà ít, nói chung ít kinh nghiệm mà mua về này cái người bán này không hướng dẫn thì nói chung là có thể nó hao hụt. Coi như con mà 4 tháng tuổi này mình về đâu cần phải tiêm người vậy hả anh Đức? Nói chung tầm giờ đấy thì bắt đầu mới nên tiêm ngừa, nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây ấy, là chủ yếu là định kỳ là phải điều trị giun sán thôi, chứ còn cái tiêm ngừa thì nó không quan trọng, bởi vì cái quan trọng là cái kỹ thuật. Trường hợp mình bắt về nhưng mà mình không có mua lộn xộn ấy, thì không phải là bệnh thật sự, là chích ngừa về 5 bệnh hay 7 bệnh thì cái đấy nó khi nó có cái mầm bệnh lây nó vẫn lây. Cho nên cái quan trọng ở đây là vệ sinh chuồng trại, với cái điều nữa là
không có mua tròn lộn trộn thì không việc gì đâu. Chứ còn nếu mà chích ngừa thì mua lại năm bệnh về chích cũng được, chó hoặc mèo nó về chích, nhưng mà chích ngừa vậy chứ khi có nguồn lây nó vẫn lây, nó cũng như là mình ngừa covid vậy đấy, nó cũng vẫn lây. Tất nhiên là biểu hiện nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vậy là cái nuôi này kiểu là chủ yếu là vệ sinh chuồng. Đúng rồi đấy, em thấy chuồng trại rất là sạch sẽ. Nói chung nhiều khi có những người ta cứ nghĩ là chăn nuôi thì nó hôi hám, nhưng mà thật sự con chồn ấy nuôi nó cái mùi thải của nó không có nặng, không có nặng mùi, sạch sẽ lắm. Đấy. Nó không dữ. Nó rất là dài, Còn nó nói dài, chung đuôi dài dữ luôn. chồn mình nuôi thì so với những người khác đó thì nhiều người bảo sao anh nuôi nó ốm thế, gầy quá. Nhưng mà thực sự là tại vì mình khống chế thôi. Chứ còn thực sự cho ăn thả phanh nha thì nó lớn, cái trọng lượng nó ú quá là đâm ra khi mà mình muốn điều chỉnh cho nó thì nó khó. Thế là ngay ban đầu thì mình khống chế cái trọng lượng như này. Mà thực sự khi mà nuôi mà cho ăn đủ chất nha, 8 tháng, 9 tháng là con chồn lên giống rồi. Đấy, có những con là lên giống sớm. Rồi em thấy không? Khi mà cho ăn đủ chất ấy, cái lông nó rất là mượt luôn, lông Bóng đều chứ nó không có cái cao cái thấp, rồi nó không có xù lông, rất đều đấy. Mà đối với chồn mà chồn cái dạng là từ nhỏ đến hậu bị ấy, đến cái tầm trưởng thành ấy, nói chung cái lông của nó là nó một màu là màu đen xám. Thế còn bắt đầu là nó ở cái độ tuổi trưởng thành thì từ dưới cái bắt đầu cái tay của nó xuống là lông nó sẽ có cái màu vàng nhé, hơi vàng vàng đấy. Đòi ăn rồi đấy. Đấy. chọc mày nè. Nói chung tầm này về thì nuôi nhanh lớn lắm. Nếu như trường hợp mà chúng ta có ít thì chúng ta chăm thì lớn trông thấy luôn. Đó. Chồn 5 tháng này thì tầm khoảng nuôi thêm 5 tháng nữa là bắt đầu nó lên giống. Trung bình là như vậy. Thế còn nó có thể sớm hơn do vấn đề là mình cho ăn trộn men tiêu hóa này, rồi đặc biệt nha, về ví dụ như là cái sữa bột đấy mình trộn thêm thức ăn thì nó nhanh lắm, mà nhìn con chồn nó đẹp, nó lông nó đen bóng mà nó ánh ánh kim lên, là những con chồn nó đủ chất. Thế còn vòi uống tự động này thì khi nào mà mình phát triển đàn nhiều lên đấy thì mình lắp cái vòi này sau cũng được, còn không thì cứ cái treo cái máng uống như này, mà đặc biệt phải treo cao nha. Có những bà con là nuôi treo cái máng uống thấp ở đây này, là có những con cái nết nó xấu lắm, nó ị vào là cái máng uống nó nhanh dơ lắm. Thế còn bà con cứ treo cao lên khoảng 25 30 như này này, nó uống nó phải bắt chân lên đó, treo cao lên đây cũng được nhé. Thì như vậy mình không phải rửa cái lon này, cái con mà để xuống như này là ngày nào cũng phải rửa. Nếu như có một vài con thì mình cái thời gian mình rửa thì có, chứ còn nuôi với số lượng là vài trăm con mà ngày nào cũng phải đi rửa lon như vậy thì không ổn. Nó Đó. Đây mới chọc nó đó, Đó, con này rất là lý lắc. chọc nó Đối kiếm cái với này đó. những con trồn mà mặt trắng ấy, thì nó lém lỉnh lắm, nó hoạt bát hơn những cái con trồn giống khác. Đó. Nhanh nhẹn. Chọc mày nè. Đó. Chọc mày nè.